Xin kính chào quý vị và các bạn. Đúng như nhận định từ trước đó, những ngày cuối tuần vừa qua, thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ phổ biến là ít mưa, trời khô ráo, ngày có nắng nhiều, với nền nhiệt độ trưa chiều đồng loạt tăng lên, phổ biến dao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ, có nơi lên đến 30 độ như là tại thủ đô Hà Nội, nên sẽ có cảm giác oi bức hơn một chút vào một vài tiếng giữa trưa và đầu giờ chiều. Sang đến ngày hôm nay thì do hoạt động của áp cao cận nhiệt trên tầng cao có xu hướng lấn vào, khiến cho thời tiết dần chuyển sang trạng thái là nhiều mây. Trong ngày đôi lúc sẽ có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, nên nhiệt độ cũng có xu hướng giảm dần. Cao nhất ngày sẽ chỉ dao động xung quanh ngưỡng từ 26 đến 27 độ. Thêm vào đó thì bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc lại tiếp tục bắt đầu di chuyển xuống phía Nam. Nhưng càng về chiều tối, mưa dông sẽ có xu hướng tăng hơn và nền nhiệt độ giảm nhanh dần. Nhiệt độ về đêm và sáng sẽ còn vào khoảng 18 đến 21 độ, vùng núi thấp hơn, trời chuyển lạnh. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong ngày hôm nay cũng chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam dầu ẩm, nên tại các tỉnh thành thuộc phía Bắc như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, trong ngày và đêm nay trời nhiều mây có mưa rào và dông, nên nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát mẻ hơn. Nhiệt độ trong ngày tại đây chỉ dao động từ 23 cho đến 27 độ. Còn tại khu vực từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi, mưa ít xảy ra hơn, có chăng chỉ là mưa dông cục bộ vào chiều tối, lượng không nhiều, nên nền nhiệt độ ít biến động, dao động cao nhất trong ngày vào khoảng 27 đến 30 độ. Đến với khu vực Nam Trung Bộ, do vùng thấp đã hoàn toàn suy yếu nên trong ngày hôm nay thì mưa đã giảm hẳn xuống diện vài nơi, ngày có nắng trở lại và nền nhiệt độ tăng dần. Tuy nhiên thì mực nước trên các sông vẫn ở mức cao, cùng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá khu vực bên sông, cho nên là bà con nơi đây vẫn cần đề cao cảnh giác. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết cũng tạm thời quay trở lại trạng thái mây thay đổi, ban ngày trời ít mưa, có nắng nhiều, thời tiết khô ráo hơn thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như là khắc phục hậu quả do mưa lũ lớn để lại, đặc biệt là đối với bà con tại Tây Nguyên. Về chiều tối thì mưa rào và dông cũng xuất hiện nhưng chỉ ở diện vài nơi, nên nhiệt độ trong ngày có xu hướng tăng nhẹ, trưa chiều vào khoảng 26 đến 28 độ tại khu vực Tây Nguyên và tại khu vực Nam Bộ là 28 đến 31 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, đến với thủ đô Hà Nội trong ngày làm việc đầu tuần này, thời tiết cũng có đôi chút sự chuyển biến. Từ buổi sáng thì trời đã chuyển nhiều mây hơn với nhiệt độ chỉ vào khoảng 21 cho đến 22 độ. Khi lưu thông thì hơi có cảm giác se lạnh nên các bậc phụ huynh cần chú ý mặc thêm áo khoác tránh cảm lạnh cho con em mình. Đến trưa chiều nhiệt độ cũng có xu hướng tăng hơn nhưng không còn nắng nhiều với mức nhiệt 28 cho đến 29 độ như vừa qua, mà dần giảm xuống ngưỡng là 26 đến 27 độ, thời tiết khá dễ chịu. Tại thành phố Việt Trì, thời tiết cũng gần như tương đồng với thủ đô Hà Nội, tuy nhiên mưa lại có xu hướng xảy ra nhiều hơn do vùng hội tụ gió, rìa áp cao cận nhiệt đới trên tầng cao, khiến cho mưa rào và dông xảy ra bất chợt trong ngày. Đến với thành phố Vinh, trong ngày và đêm nay thời tiết tương đối là khá dễ chịu, do trời chuyển sang trạng thái nhiều mây hơn nên nhiệt độ giảm nhẹ hơn đôi chút so với ngày hôm qua, nhiệt độ trong ngày vào khoảng 19 cho đến 27 độ, mưa cũng không nhiều. Tuy nhiên thì theo nhận định xa hơn của các chuyên gia thời tiết, sang đến ngày mai, mưa dông sẽ có xu hướng tăng nhanh trở lại cùng nền nhiệt độ giảm nhanh hơn và trời lạnh. Trong ngày và đêm nay tại thành phố Đà Nẵng, thời tiết khá là ổn định. Ban ngày trời không mưa và có nắng, nhiệt độ trưa chiều không quá cao, chỉ vào khoảng từ 29 cho đến 30 độ, thuận lợi cho các hoạt động hàng không hay du lịch và các hoạt động ngoài trời khác. Nhiệt độ thấp nhất giảm xuống ở mức 25 độ, độ ẩm trong ngày từ 75 đến 90%. Thuộc xu thế thời tiết tại các tỉnh thành phía Nam không còn chịu sự chi phối của hình thế gây mưa nào, nên tại khu vực Tây Nguyên nói chung và tại thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng sẽ dần ổn định trở lại. Ban ngày trời có nắng với mức nhiệt cao vào khoảng 27 đến 28 độ. Trời khô ráo thuận lợi cho các hoạt động chăm sóc thu hoạch cà phê của bà con nơi đây. Về chiều tối, mưa rào và dông cũng có thể xuất hiện nhưng lượng không nhiều và kết thúc nhanh, ít gây trở ngại cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong ngày hôm nay thì cũng như đoạn vài ngày sắp tới, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh thành khác thuộc khu vực Nam Bộ, đới gió Đông Bắc dồn sâu xuống chính là nguyên nhân khiến mưa tại đây chỉ còn ở diện vài nơi, ngày có nắng trở lại với mức nhiệt tăng trở lại ngưỡng 29 cho đến 32 độ. Về chiều tối, nhiệt độ chỉ vào khoảng 24 đến 27 độ, trời mát mẻ dễ chịu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.